Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn 22 cách kiếm kim cương dành cho người mới chơi nha. Thành quà sau, chơi lại từ đầu. Tập 4, 22 cách kiếm kim cương ở trong game. Ở video trước mình đã chỉ cho các bạn nhận tất cả những đồ free á, nhưng mà mình thiếu hai món các bạn ơi. Nhờ những bạn fan mình để lại bình luận bên dưới, mình mới biết là mình thiếu hai món các bạn. Món đầu tiên á thì các bạn sẽ vào cửa hàng mì giùm mình nha. Các bạn sẽ chạy lại gặp cái anh này và các bạn nhận nhiệm vụ và các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ nha. Thì các bạn sẽ nhận được một cái ba lô mì nha các bạn. Ba lô mì là cái này nha. Đây là ba lô mì nha các bạn. Đấy, sau khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ. Còn cái áo free này á thì các bạn sẽ chạy qua cái cửa hàng bên đây giùm mình. Nó vào cái ngôi nhà mà có cái con bạch tuộc khổng lồ này là các bạn sẽ nhận được cái áo nha các bạn. Chỉ cần đi vào thôi là sẽ nhận được nha. Bây giờ thì mình sẽ trả kèo mini game của video ngày hôm qua dành cho các bạn nha. Đầu tiên á là kết bạn nha. Ở cái video mình đã nhận hết đồ free nè mọi người. Đây là bạn comment sớm nhất nha, được mình ghim lên đầu nè. Rồi vậy là mình đã gửi lời mời các bạn cho bạn King Ba nha. Cũng là trước video này mình sẽ quay một bạn may mắn nhận được vương miện nha các bạn. Không biết ai là người may mắn nhận được vương miện đây. Cái này là cũng hên xui á. Bước 1 hoàn thành. Tên bước 3 vương miện. Chào anh, chúc anh sớm lấy lại được ạc nhé. Trời đất ơi, rồi anh cảm ơn em nha. Những bạn nào mà muốn bạn vương miện nữa đó thì các bạn nhớ để lại một like và một lượt đăng ký kênh. Và nhớ nhấn nút chuông nữa nha. Bây giờ thì mình sẽ gửi nha các bạn. À quên nữa, nhớ để lại tên nhân vật nữa nha các bạn. Cách kiếm kim cương dành cho người mới chơi nha các bạn. Những cách đầu tiên á là phần thưởng miễn phí. Các bạn sẽ bấm vào đây nha. Các bạn xem quảng cáo á thì các bạn sẽ được 2kc nè. Và đặc biệt á thì ở cái hộp thứ 7 á là cái hộp tò mò nha các bạn. Thì hộp này á các bạn mở ra thì nó có tỷ lệ ra đến 1 đến 7 kim cương nha. Nếu như các bạn hên nha, còn nếu như các bạn xui á thì nó sẽ ra tiền sao. Cách kiếm kim cương thứ hai á là các bạn sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày á. Các bạn sẽ cần làm hết những nhiệm vụ này á thì các bạn sẽ nhận được 1 kim cương nha các bạn. Rồi bây giờ đến cách thứ ba là bảng điểm danh. Đây cái con S nè. Rồi bảng điểm danh là cái này nè các bạn ơi. Thì game á cứ nửa tháng thì sẽ cho các bạn một bảng điểm danh nha các bạn. Điểm danh được 7 ngày và trong 7 ngày ấy các bạn sẽ nhận được kim cương nha. Rồi cách thứ tư là nhiệm vụ sự kiện. Nhiệm vụ sự kiện thì game sẽ cập nhật vào nửa tháng luôn. Thì trong quá trình các bạn làm nhiệm vụ sự kiện á thì các bạn sẽ nhận được kim cương nha các bạn. Thì sự kiện mới thì các bạn sẽ xem clip của mình hướng dẫn làm sự kiện và các bạn cũng sẽ nhận được kim cương. Ví dụ như sự kiện này á, cái nhiệm vụ mà táo mặt ngọt ngào vào mùa thu nè, các bạn hãy đi chế tác vật phẩm theo chủ đề táo á thì các bạn sẽ nhận được. Ngoài táo ra thì các bạn cũng có thể được nhận được kim cương nữa nè. Tới 3 kim cương luôn nè, ghê không nè. Rồi bây giờ đến các nhận kim cương thứ năm á, các bạn sẽ bấm vào cái điện thoại giùm mình nè. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ chơi game đây. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo về cuối cùng, các bạn sẽ bấm vào tháp vô cực giùm mình. Rồi sau khi các bạn qua được tháp vô cực rồi á thì các bạn sẽ đi méo bên giùm này giùm mình nha các bạn. Đây đây, các bạn nhìn xa xa các bạn sẽ thấy một cái cây xanh thiệt là to luôn. Cái cây gọi là cái cây hộ mệnh nha các bạn. Ấy sau khi các bạn chạy qua cái cây hộ mệnh này rồi á thì các bạn sẽ gặp một cái anh. Cái anh này là cái anh gì mình cũng không biết nữa các bạn. Cái con này nè. Đây cái anh này nè các bạn. Đó, các bạn sẽ nói chuyện với ảnh nha, bấm vào dấu ba chấm nè. Thì ảnh sẽ kêu các bạn á là đi tưới cây. Nhiệm vụ của các bạn á là xách cái cây để tưới nha. Đó, xách cái cây vô đây tưới. Thì ngày hôm nay mình đã tưới cây rồi nha các bạn. Hồi nãy đó thì mình quên quay clip lại đó, cho nên là không có cái bình các bạn ơi. Các bạn chỉ cần lỡ nói chuyện với cái anh này thôi là các bạn sẽ có cái bình á. Các bạn chạy ra đây các bạn tưới cái cây là các bạn sẽ nhận được một kim cương nha. Bây giờ á đến cách thứ 6, thu hoạch cây trong chậu thì các bạn sẽ về nhà của mình nha. Đây bấm vào avatar nè và các bạn sẽ bấm vào đây. Rồi vậy là các bạn về nhà của mình là được nè. Ở đây nó sẽ có 3 chậu cây thì nhiệm vụ của các bạn á là thu hoạch mấy cái chậu này là các bạn sẽ có kim cương nha. 3 chậu cây á thì các bạn sẽ được 6 kim cương nè. Và các bạn nhớ trồng lại nha. Thì mình phiên các bạn nên trồng cái cây này nha các bạn. Đây cái cây này nè. Với giá là 500 tiền sao các bạn. Trời đất ơi hết tiền luôn rồi. Chắc ở clip sau là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiếm tiền sao quá. Cách kiếm kim cương thứ 7 là các bạn sẽ vào cửa hàng giùm mình. Đây các bạn sẽ bấm vào cửa hàng nè. Rồi các bạn sẽ kéo xuống cái phần giá tốt mỗi ngày thì các bạn sẽ xem quảng cáo giùm mình nha các bạn. Sau khi các bạn xem quảng cáo cái cục kim cương này xong á thì các bạn sẽ bấm vào làm mới sản phẩm á thì nó sẽ reset cái giá tốt này lại các bạn thì nó sẽ hiện ra cục kim cương mới cho các bạn. Thì một ngày các bạn sẽ kiếm được 5 kim cương ở cái chỗ này nha. Cách thứ 8 các bạn kiếm kim cương á, bạn kéo xuống thì các bạn sẽ gặp sản phẩm tiền tệ thì các bạn ở đây thì các bạn sẽ nhận được một kim cương nữa nha các bạn. Cách kiếm kim cương thứ 9 là mở hộp dịch và các hộp miễn phí mỗi ngày. Thì ở đây nó sẽ có một cái tỷ lệ rớt ra kim cương nha các bạn. Cái hộp này là hộp nào cũng có kim cương hết nha các bạn. Đặc biệt là hộp dịch nha. Thì hộp dịch này á nếu như các bạn mở á cái tỷ lệ là 1 đến 20kc nha các bạn. Thì các bạn muốn mở hộp dịch này á thì các bạn phải đổi mầm. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà lấy mầm luôn nha, đặc biệt là những bạn mới. Các bạn sẽ bấm vào điện thoại nè. Rồi các bạn sẽ bấm vào tái chế. Rồi các bạn sẽ tái chế những cái món đồ mà các bạn cảm thấy mà các bạn không thích là mình sẽ tái chế nó đi. Rồi ở clip sau á thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách kiếm mầm thật là nhiều luôn nha. Cho những bạn nào mà chưa biết, nếu như các bạn muốn mình ra clip kiếm mầm liền á thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nha các bạn. Rồi bây giờ á thì đến cách kiếm kim cương thứ 10 nha, là sẽ kiếm kim cương ở trong Vivid nha các bạn. Vivid là cái con sóc này nè, mùa phong sóc mùa thu nè. Thì sau khi các bạn làm nhiệm vụ á thì các bạn sẽ được điểm vương miện thì các bạn sẽ mở những cái hộp này nè các bạn. Và ở trong đây nó sẽ có kim cương nè. Còn những bạn nào mà có tiền đó có thể là nạp Vivid và nó sẽ được 2 kim cương. Cách thứ 11 các bạn kiếm kim cương á đó là nhiệm vụ thành tích. Nhiệm vụ thành tích thì các bạn sẽ bấm vào cái điện thoại, các bạn sẽ bấm vào đây.
thì ở nhiệm vụ thành tích nó có rất là nhiều luôn. Nhiệm vụ thành tích này là nhiệm vụ nhiều kim cương nhất ở trong game luôn các bạn. Và các bạn sẽ kiếm free nha, các bạn chỉ cần bỏ công sức ra thôi. À, đi câu cá và bắt cá, rồi bắt cá thu trên bãi biển. Các bạn chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ thành tích trong đây là các bạn sẽ có kim cương thôi nha các bạn. Còn nếu như các bạn gặp những nhiệm vụ nào mà khó quá, anh ơi em không có biết làm, anh chỉ em đi, là mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Cách thứ 12 là bộ sưu tập. Bộ sưu tập là các bạn sẽ bấm vào bách khoa toàn thư giùm mình nha các bạn. Cái cuốn sách mà có hình con cá đó, rồi các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy chữ bộ sưu tập nè. Rồi sau khi các bạn bấm vô á thì nó sẽ có nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ của mình á là hãy đi tìm những cái con vật ẩn ẩn này nè các bạn, y như là cái con xương khủng long này các bạn. Đấy, mình đã hoàn thành nè, mình nhận được 300 tiền sao nè. Nếu như mình hoàn thành mấy cái khó hơn á thì mình sẽ nhận được kim cương các bạn, sọ khủng long ba sừng đó. Mình đã kiếm đủ 3 món rồi nè các bạn. Đấy, vậy là mình đã được 5 kim cương. Đặc biệt là cái con dòng mút này các bạn, mình nhận được 10 kim cương luôn nè, quá đã luôn. Cách thứ 13 đó cũng đơn giản luôn, các bạn sẽ bấm vào điện thoại và các bạn ra Blaya giùm mình nha. Sau khi các bạn ra Blaya rồi á thì các bạn sẽ lên xe, rồi các bạn sẽ chạy lại Obra giùm mình nha các bạn. Đó, các bạn sẽ chạy lại đây và gặp cái anh này nè, và các bạn sẽ bấm vô, các bạn tham gia trò chơi giùm mình nha các bạn. Sau khi các bạn tham gia trò chơi rồi á thì các bạn chỉ cần chơi thôi. Để ở trong đây nó sẽ có 200 màn nha các bạn. Nhiệm vụ của các bạn chỉ cần đi đến 25 màn thôi. Cứ 25 màn thì các bạn sẽ được một gương nha. Đây, sau khi các bạn đi được 25 màn á thì các bạn sẽ nhận được một cái gương như thế này nha. Rồi các bạn sẽ mở ra. Thì cái này nó sẽ có tỷ lệ hên xui nha các bạn. Với mình là mình xui nè. Mình được có 2 gương thôi các bạn. Nếu như các bạn nhận được 3 gương á là chắc chắn 100% các bạn sẽ được kim cương á. Rồi bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách thứ 14 kiếm kim cương nha. Chính là đến ngân hàng nha các bạn. Nếu như các bạn muốn đến ngân hàng á thì bắt buộc các bạn sẽ vào ga nhập điện ngầm nha. Thì các bạn sẽ qua khu trung tâm giùm mình. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái đường đi đến ngân hàng nha. Thì các bạn sẽ đi mé bên tay trái giùm mình nha các bạn. Đây, cái ngân hàng là cái tòa nhà bự bự này nè các bạn. Các bạn gặp mấy cái chị mà gỡ tiền nè các bạn. Rồi các bạn gỡ tiền giùm mình nha. Rồi gỡ tiết kiệm nè. Rồi sau khi các bạn gỡ đủ 15 ngày á thì các bạn sẽ nhận được 2000 tiền sao và 20 đá quý nha các bạn. Cách kiếm kim cương thứ 15 á là các bạn sẽ thấy một cái hộp kim cương biết bay nha các bạn. Hộp này gọi là hộp thần bí nha. Nhưng mà hiện tại thì mình không có thấy hộp kim cương nha các bạn, mình thấy hộp tiền sao nha. Hộp tiền sao thì các bạn sẽ chạy lại các bạn vợt luôn. Nó giống như tương tự hộp kim cương vậy các bạn. Rồi sau khi các bạn mở ra, nếu như các bạn hên á thì các bạn sẽ nhận được 1 đến 3 kim cương nha. Còn tiền sao á thì 1 đến 300 tiền sao. Cách kiếm kim cương thứ 16 thì các bạn sẽ qua Blaya giùm mình nha. Sau khi các bạn ra Blaya rồi á thì các bạn sẽ chạy theo giống trong clip nha các bạn. Thì cái cách kim cương thứ 16 này chính là cách kim cương là đào gương vàng nha các bạn. Hiện tại thì mình đang quay clip ngày thứ 2 á, cho nên là mình không có qua được cái chỗ đầu gương các bạn ơi. Mình sẽ chỉ cho các bạn là cái chỗ mà đi qua đầu gương nha. Đến chủ nhật á thì các bạn chỉ cần chạy lại cái anh Zack này các bạn, và các bạn sẽ đi đến cái chỗ đầu gương nha. Cách kiếm kim cương thứ 17 là quà tặng đăng nhập nha các bạn. Đây là quà tặng đăng nhập nha các bạn. Đặc biệt là ngày 8 và ngày 11 khi các bạn đăng nhập game á, và thì nó sẽ được nhận, các bạn sẽ nhận được một hộp kim cương nào các bạn ở cái hộp này. Và đến ngày 11 thì các bạn cũng nhận được một hộp kim cương nữa nè. Sẽ mở ra ngẫu nhiên nha, nhận từ 1 đến 77kc nha các bạn. Bây giờ thì đến cách kim cương thứ 18 nha. Thì cách này sẽ dành cho những bạn nạp tiền nha các bạn. Rồi các bạn sẽ bấm vào cửa hàng nè. Thì cái này cách thứ 18 chính là gói kim cương nha các bạn. Nè các bạn, nó để chữ là gói play. Gói play thì mình tạm thời mình sẽ gọi là gói kim cương nha. Thì các bạn sẽ bỏ tiền ra, các bạn sẽ mua những cái thứ này nha các bạn, thì các bạn sẽ nhận được kim cương nha. Cái cách này mình không có khuyến khích nha, tại vì cách này thì nó sẽ đau tốn các bạn. Các bạn sẽ bị tốn tiền đấy. Cách thứ 19 thì các bạn vẫn tốn tiền luôn nha các bạn. Thì cách thứ 19 gọi là cách mua kim cương nha. Thay vì các bạn mua gói á thì các bạn sẽ mua kim cương thẳng luôn nha các bạn. Các bạn sẽ kéo xuống đây nè, sản phẩm tiền tệ nè, thì các bạn sẽ mua kim cương thẳng luôn nha. Thì cách này mình cũng không khuyến khích luôn nha, dành cho những bạn nào mà có điều kiện thôi. Cách thứ 20 là mã code nha các bạn, là các bạn sẽ nhập mã đấy. Mã rồi các bạn sẽ nhận qua thư á các bạn. Thì với cái sự kiện mà mã code này á thì mình sẽ là người tổ chức ra cho các bạn chơi á. Tầm 3 đến 4 tháng á thì game, nhà phát hành game á mọi người sẽ tặng cho mình là 30 mã code 77kc. Thì lúc đó mình sẽ tặng ngược lại cho các bạn nha. Mình sẽ tổ chức event cho các bạn chơi. Những bạn nào mà không biết nhập code á thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới nha, mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Cách kiếm kim cương thứ 21 thì cách này sẽ dành cho người mới nha các bạn. Thì cách kiếm kim cương thứ 21 là các bạn sẽ bấm ở bên góc trái màn hình này các bạn. Rồi nó sẽ có cái khu vực là go 26 ngày và khu vực 10 ngày cái dấu ấn này các bạn. Các bạn sẽ bấm vào cái dấu ấn này. Khi các bạn làm nhiệm vụ này á thì các bạn sẽ nhận được kim cương nha. Đấy, cứ mỗi ngày là 5 kim cương nha. Khi các bạn làm hoàn thành 7 ngày á 35 kim cương nha các bạn. Chưa tính là tới các bạn sẽ nhận những cái món quà này nữa nha. Rồi ngoài ra thì các bạn sẽ bấm bên chữ go bên đây, nó cũng vẫn có một cái tinh thủ nữa nè các bạn. Thì cái này nó chỉ xuất hiện vào 26 ngày thôi nha các bạn. Thì cái vấn đề này thì cũng vẫn là nạp tiền luôn nha. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách kiếm kim cương thứ 22 nha. Cách này cũng dành cho những bạn mới luôn nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chạy qua bên khu trung tâm giùm mình nha. Sau khi các bạn qua được khu trung tâm rồi á
thì các bạn sẽ chạy lại gặp cái chị này nè các bạn ơi, hoặc là cái con chim này cũng được luôn, hai người người nào cũng được hết nha các bạn. Đấy, hai người này á đều cho các bạn kim cương hết nha. Rồi các bạn sẽ nói chuyện với cái con chim xanh xanh này nha. Và các bạn sẽ bấm chữ có nè là nhận nhiệm vụ á các bạn. Rồi sau đó thì cái con chim này nó kêu mình đi đâu thì mình sẽ đi đó nha. Rồi khi đến nay rồi á thì các bạn sẽ nhận được 3KC nè. Mình khuyến khích các bạn là nên ít 3 lên nha. Rồi vậy là mình đã nhận được 9KC rồi nè các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay lại cái chỗ hồi nãy để nói cái chuyện với cái cô hồi nãy nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được kim cương nữa nha. Rồi các bạn sẽ nói chuyện với thị trưởng nha. Mình tiếp tục nhận nhiệm vụ nha. Ok. Rồi 3KC nha các bạn. Các bạn sẽ ghé thăm cửa hàng cha hông nha. Rồi các bạn sẽ chạy vô đây luôn nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhộm tóc giùm mình nha. Ui, không có cần nhộm các bạn ơi. Các bạn chạy lại tới là được rồi. Rồi ít 3 phần thưởng lên luôn nha các bạn. Rồi vậy mình đã nhận thành công 9KC rồi nè các bạn ơi. Tiếp tục nhận nhiệm vụ và mình nhận KC tiếp nha các bạn. Rồi mình sẽ nhận nhiệm vụ nè. Wow, tiếp tục là ghé thăm rạp phim nha các bạn. Ok. Rồi ít 3 lên nè. Ok, vậy là mình đã hoàn thành rồi nè các bạn ơi. Mình đã nhận được 9KC rồi nè. Giờ thì mình sẽ tiếp tục chạy lại ngày thị trưởng nữa nha các bạn. Chạy lại cái cô thị trưởng chứ mình cứ gọi bằng ngày qua. Rồi mình sẽ nói chuyện với cái cô thị trưởng này tiếp nha các bạn. Không biết là lần này là như thế nào đây. Lần này là kêu mình ghé thăm siêu thị nha. Bây giờ tiếp tục nâng số KC của mình lên nữa nè các bạn ơi. X3 luôn. Wow, vậy là mình đã nhận được 9KC rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ quanh lại cô thị trưởng mình tiếp tục nhận nhiệm vụ nữa nha các bạn. Rồi cô thị trưởng kia rồi mọi người ơi. Bây giờ thì mình không biết là mình tiếp tục nhận được bao nhiêu kim cương nữa đây. Ui. Ủa? Ủa cái gì vậy? Trời đất ơi. Mình tưởng là còn một con côn trùng mới các bạn ơi, mình hết hồn. Trời đất ơi. Con cua dương miệng các bạn. Cua dương miệng, trời đất ơi. Cái gì đây? Một con cua dương miệng. Không lẽ đây là một loại côn trùng mới ta? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua thị trưởng nữa nha các bạn. Nói chuyện với thị trưởng. Lần này thì đến đâu đây? Lần này là đi đến đồn cảnh sát nha các bạn ơi. Nhưng mà lần này thì các bạn sẽ không nhận được KC nữa nha. Các bạn sẽ đổi sang là các bạn sẽ nhận tiền sau nha các bạn ơi. Vậy thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu đó KC thôi các bạn ơi. Những nhiệm vụ sau thì các bạn sẽ nhận được tiền sau thôi. Giờ các bạn có làm đi chăng nữa thì nó vẫn nhận tiền sau luôn nha các bạn. Vậy là các bạn hết nhận được KC rồi đó. Thì tổng cộng thì tổng hợp nó chỉ có bao nhiêu đó cách nhận KC thôi nha các bạn ơi. Có 22 cách thôi. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy mình thiếu cái cách gì nữa thì các bạn hãy để lại comment bên dưới cho mình nha. Còn bây giờ là bye bye. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye.